Bác thì một ngày cán bộ đã nghỉ hưu rồi, trước cũng là một lãnh đạo một cơ quan, nhưng mà bác nghỉ hưu được gần chục năm rồi, năm nay cũng là 70 tuổi. Bác là ở thành phố Bắc Linh, nhưng mà qua anh em với các con cũng điều trị bên này, với bạn bè của bác là cũng là lãnh đạo ở tỉnh Bắc Linh này, cũng giới thiệu sang bên này, cũng là đầu tiên bác sang cái bệnh viện răng bên này này. Bác có cái cảm nhận là trước tiên về môi trường là rất là sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, mà nó ở khu vực này nó yên tĩnh không ồn nào, phương tiện đi lại là không ảnh hưởng như ở các cái khu phố chính. Cái phòng khám này qua anh em bạn bè và con trai, trạng răng của bác là cái răng số 4 là bị vỡ làm đôi, cũng vỡ từ cũng được mấy năm rồi, cũng qua anh em bạn bè cũng tham khảo là cũng nên phải dỏ. Thì hôm nay bác sang bên này thì bác sĩ Trung cũng rất là nhiệt tình, kiểm tra rất là cặn kẽ cẩn thận, thế là bác cũng cảm thấy rất là yên tâm thôi. Việc anh em nhân viên ở trong cái mình bệnh viện mình đây là cũng rất nhiệt tình, được cái chú đáo. Và từ lúc bác bắt đầu bước chân vào khám thì bác cảm nhận được thấy mình cũng hơi phấn khởi ở cái là các cháu cũng tận tình hỏi han và đưa đón và cũng rất niềm nở. Bác lần đầu tiên sang bên này nhưng mà cảm thấy cũng như là người nhà thôi, như coi con cháu các cháu như là ruột thịt trong gia đình, và cảm thấy rất thoải mái tự nhiên, rất là tin tưởng, mà mọi công việc đều là cảm thấy nó đúng ý của bác, rất là tốt đẹp. Thì trước lúc bác sang bên này bác chỉ nghĩ là khám thôi, nhưng hôm nay thì cũng qua bác sĩ Trung là cũng vừa khám vừa dỏ với cái chuyên môn, bác cảm thấy cũng rất là tin tưởng, rất là giỏi về chuyên môn, nên là và cũng tất cả các cái máy móc hiện đại, cho nên là cũng khẳng định được và cặp được cái blend luôn. Thế nên là bác cảm thấy là cũng rất là nhanh gọn thôi.